từng bước hạn chế phương tiện cá nhân, định hướng đến năm 2025 dừng hoạt động các phương tiện xe máy cá nhân là một phần dự thảo chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội. Có thể nói đây là lần đầu tiên nội dung hạn chế phương tiện cá nhân được đưa ra với lộ trình cụ thể như vậy. Theo đó, Hà Nội định hướng sẽ ngừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô vào năm 2025. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tới năm 2020, Hà Nội sẽ có khoảng 1 triệu ô tô và 7 triệu xe máy. Như vậy, chỉ trong khoảng 4 đến 5 năm tới, tình hình giao thông của Hà Nội sẽ rất phức tạp và cần có những giải pháp kịp thời. Liên quan đến vấn đề này, nhiều ý kiến nhận định rằng rất khó để thực hiện. Bên cạnh xe máy cá nhân, người dân đang chuyển sang dùng xe đạp điện và xe máy điện. Do đó, cần bổ sung chỉ tiêu giảm 50% phương tiện thô sơ cá nhân, trong đó có xe máy, xe đạp điện và xe máy điện. Việc hạn chế phương tiện cá nhân đã 2 lần được đưa vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế chưa đưa ra giải pháp cụ thể nào, trong khi số lượng ô tô và xe máy vẫn tăng mạnh. Số liệu Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội công bố vào cuối năm 2015 cho thấy tổng số xe tại thủ đô lên tới 5,5 triệu, gần 535.000 ô tô và hơn 4,9 triệu mô tô. Chưa kể nhiều xe mang biển ngoại tỉnh vẫn đang hoạt động.